Hello anh em nhé, trên tay mình là cái bộ lốp zin theo xe của WPL D12 tỷ lệ 1 phần 10 nhé. Mâm lốp rất đẹp, này, mâm này rất giống kim loại, cái này bằng nhựa nha anh em. Đây, hoa lốp đây, đấy, rất là phù hợp để lắp cho các cái mẫu xe tải. Bên ngoài thì là bằng mâm, nhưng mà bên trong thì họ làm như này thì trông nó không được đẹp lắm, không được thật lắm. Tuy nhiên là cũng không ai nhìn thấy đâu. Bên trong là khung bằng nhựa nhé, và sẽ được bọc lớp cao su bên ngoài, khá là cứng cáp. Cái này mà anh em lắp cho chế cháo xe tải thì chuẩn hết nước chấm rồi, rất là đẹp. Anh em nào mà thích làm bánh đôi thì cũng có thể ghép lại như này và chế pạt để lắp nhé. Đấy, lắp bánh đôi này. Nó rất phù hợp để chế các loại xe tải tỷ lệ 1 phần 16. Anh em có thể lắp cái này cho các cái cầu xe WPL hay là GGRC tỷ lệ 1 phần 16 nhé. Bởi vì nó sử dụng hết 5mm để lắp bánh xe. Đấy, lắp vào cầu chúng ta sẽ lắp bằng cái vào vị trí này. Đường kính lốp thì nó sẽ là 55 nhé. Đường kính lốp này. Khoảng 55 nha anh em. Còn chiều rộng của lốp thì khoảng 17mm. Đấy, hách thì là 5mm. Rất là ok. Một bộ sẽ bao gồm 4 chiếc lốp như này. Có giá thì chưa đến 70.000. Anh em có thể bấm vào cái biểu tượng giỏ hàng ở góc trái màn hình đây này. Đấy, bấm vào đây để mua hàng nhé. Ok, trước đây thì anh em hỏi mình không có. Bây giờ mình đã có rồi. Và mình lên cái video này để thông báo cho anh em biết. Và anh em có thể vào mua hàng để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.